Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 20 tháng 8, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một tin vui về lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam với quốc tế. Những ngày qua, chúng ta đã được nghe nhiều tin vui liên quan tới hợp tác Việt-Nga, thế nhưng điều gây bất ngờ đó là trong khi ta chưa chốt với Nga bất cứ điều gì mà mới chỉ dừng lại ở mức độ quan tâm, vậy mà vừa mới đây, một quốc gia ngoài Nga cũng có hợp tác kỹ thuật quân sự đặc biệt với Việt Nam lại vừa tiết lộ một thông tin gây sốc. Đó là Israel, một đối tác hợp tác kỹ thuật quân sự lạ lùng, đặc biệt với Việt Nam. Theo đó, ngày 18 tháng 8, ấn phẩm điện tử của tờ Haaretz, tờ báo in lâu đời nhất của Israel, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1918, đã đăng tải bài viết Việt Nam quan tâm tới việc mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không Israel do tác giả Yossi Menman thực hiện. Để tiện đường thông tin, chúng tôi xin phép được dịch toàn bài như sau. Trong tháng 9 tới đây, một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ có chuyến thăm tới Israel nhằm thúc đẩy việc ký kết hợp đồng mua sắm vũ khí trị giá 500 triệu đô sau khi hai bên trở thành đối tác thân thiết với hàng loạt các hợp đồng trị giá khoảng 1,5 tỷ đô trong suốt hai thập kỷ qua. Phái đoàn Việt Nam sẽ thăm Jerusalem với tư cách khách mời của triển lãm an ninh quốc phòng Israel. Qua đó, dự kiến hai bên sẽ làm việc để chốt hợp đồng mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 trị giá 500 triệu đô. Được biết, trong số thành phần tham gia có Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự quan tâm của Việt Nam đối với hệ thống tên lửa phòng không Barak, một sản phẩm của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel, gọi ta là IAE, có vẻ là một tin không mấy lạc quan đối với Tập đoàn Rafael Advent. Năm 2015, Hà Nội từng nhập khẩu các tổ hợp tên lửa phòng không Spider của Tập đoàn Rafael với tổng trị giá khoảng 600 triệu đô. Đây được xem là hợp đồng đắt giá nhất của hai quốc gia trong lịch sử. Tập đoàn Rafael gần đây đã nỗ lực xúc tiến các cuộc đàm phán với Việt Nam để bán thêm 3 tổ hợp tên lửa Spider. Thế nhưng, theo các nguồn thảo tin, Hà Nội có vẻ không hài lòng với Rafael và quyết định chuyển hướng sang IAE. Những năm qua, Bộ Quốc phòng Israel hiểu và cũng cố gắng để điều phối thị trường cũng như hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp về công nghiệp quốc phòng Israel. Điều này nhằm tránh tạo ra những trường hợp cùng lúc nhiều nhà thầu Israel cùng cạnh tranh với nhau ở một quốc gia. Do vậy, có vẻ như những nỗ lực này không phải lúc nào cũng thành công như mong đợi. Cả hai tập đoàn Rafael và IAE cạnh tranh nhau mạnh mẽ trong lĩnh vực tên lửa phòng không, trong lĩnh vực UAV có thêm Elbit Systems. Trong quá khứ, một doanh nghiệp quốc phòng Israel đã từng tiến hành bôi nhọ, hạ uy tín của một quốc gia khác nhằm chống lại đối thủ cạnh tranh trong nước. Rốt cuộc, cả hai đều nhận trái đắng, không nhận bất cứ hợp đồng nào. Về sản phẩm được phía Việt Nam quan tâm, Barak 8 được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trước các mối đe dọa từ trên không, bao gồm máy bay, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình. Nó có khả năng triển khai cả trên đất liền và trên biển, bao gồm các tàu chiến cỡ nhỏ 1.000 tấn tới cỡ lớn. Các nguồn tin cho biết, trong chuyến công du của Phái đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Israel vào tháng tới, các sĩ quan cấp cao của Hà Nội sẽ gặp gỡ người đứng đầu quân chủng không quân Israel, người chịu trách nhiệm về lực lượng phòng không bảo vệ vùng trời quốc gia tại vùng Trung Đông nóng bỏng này. Việt Nam, một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á với dân số khoảng 100 triệu người trong hơn một thập kỷ, đã trở thành một trong những thị trường đặc biệt quan trọng với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Israel. Ví dụ như, trong những năm qua, tập đoàn Elbit đã bán các hệ thống chỉ huy và kiểm soát cho Hải quân Việt Nam với tổng trị giá 60 triệu đô cùng một số thiết bị liên lạc hiện đại với giá khoảng 30 triệu đô. Tập đoàn IAE đã cung cấp cho Việt Nam 3 máy bay không người lái Heron với đơn giá 140 triệu đô. Công ty thành viên của đơn vị này, Enta System, đã giành được hợp đồng cung cấp hệ thống radar trị giá 150 triệu đô. Cùng với đó là Ramta System cũng giành được hợp đồng bán 60 xe bọc thép trị giá 20 triệu đô. Doanh nhân Sami Kassab, chủ sở hữu tập đoàn vũ khí IVKI nổi tiếng, đã thành lập một nhà máy trị giá khoảng 100 triệu đô tại Việt Nam để sản xuất súng trường Tavor. Xin ngắt lời tác giả một chút, ở điểm này xem ra nhà báo Israel đã nhầm lẫn, IVKI không hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất súng trường Tavor, mà phải là dây chuyền sản xuất súng trường tấn công Galiach 3132 tại nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Ngoài ra, còn có công ty Cerebrid đã bán các thiết bị chuyên dụng liên quan tới việc đảm bảo an ninh mạng cho Bộ Công an Việt Nam. Đến đây, trong phần kết của bài viết, tác giả bắt đầu đá qua các vấn đề chính trị theo quan điểm của phương Tây về cái gọi là dân chủ nhân quyền sai lệch, cho nên chúng tôi sẽ dừng đoạn dịch ngay tại đây, vì vốn dĩ cái chúng ta cần thì đã có. Đó là Việt Nam đã và đang bày tỏ sự quan tâm tới tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 của Israel. Không những thế, chúng ta đang tiến gần tới việc ký kết hợp đồng. Khác với các thương vụ ở Nga, vẫn đang ở giai đoạn đàm phán, chưa đi tới đâu. Đây là thông tin đầy bất ngờ, sau thương vụ Spider, chúng ta hầu như im lặng với vũ khí Israel, nhưng đùng một cái, chúng ta bắt đầu tiến tới việc mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8. Vậy, Barak 8 có sức mạnh như thế nào? Tại sao Việt Nam lại mua sắm chúng? Chúng có lợi ích gì nếu so với các hệ thống phòng không của Nga?
Bharat-8 là một hệ thống phòng không thế hệ mới do tập đoàn EIE phát triển và trang bị từ năm 2016. Có một điều rất đặc biệt, Bharat-8 được phát triển theo nhu cầu của quân đội Ấn Độ và có sự góp mặt của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ, một cơ quan đầu ngành của quốc gia này, góp mặt hầu hết trong các dự án vũ khí. Hệ thống ra đời nhằm đáp ứng nhiệm vụ của Hải quân Ấn Độ trong nhiệm vụ phòng không cấp hạm đội, bảo vệ tàu phóng cũng như biên đội tác chiến trên biển. Ngay khi hoàn thành công tác thử nghiệm, Bharat-8 đã được trang bị cho các đề án tàu chiến chủ lực của Hải quân Ấn Độ bao gồm tàu khu trục đề án 15B Visakhapatnam cỡ 7.400 tấn và tàu hộ vệ đề án 17A Nilgiri cỡ 6.670 tấn. Do vậy, hãy chớ lo lắng rằng Việt Nam lấy đâu ra tàu chiến để tích hợp hệ thống phòng không to lớn như vậy. Cần biết rằng, người Israel rất giỏi mô đun hóa, linh hoạt hóa các tổ hợp vũ khí. Bharat-8 không chỉ được phát triển cho tàu chiến mà còn được thiết kế với các bệ phóng mô đun nhỏ gọn, đầy đủ tính năng, có thể đặt trên xe tải. Cấu hình phiên bản trên bộ bao gồm hệ thống chỉ huy kiểm soát, radar theo dõi bám bắt mục tiêu và hệ thống bệ phóng cơ động cùng đạn tên lửa. Mỗi bệ phóng mang được 8 đạn tên lửa trong các container bảo quản. Các tài liệu của EIE mô tả Bharat-8 là hệ thống phòng không kiêm phòng thủ tên lửa tầm xa tiên tiến, bao gồm các đặc điểm tầm xa, hai kênh liên kết dữ liệu, tên lửa có đầu dò chủ động, bao quát phạm vi 360 độ, động cơ tên lửa ít khói, phóng thẳng đứng, có thể tác chiến với đa mục tiêu, có khả năng phòng thủ điểm chống tên lửa đạn đạo. Về đạn tên lửa, hiện nay có tới 3 phiên bản với tầm bắn, tốc độ khác nhau, tuy nhiên phiên bản cơ bản và tiêu chuẩn có trọng lượng 275 cân, dài 4,5 m, đường kính thân 0,225 m và lên tới 0,54 m nếu trang bị thêm động cơ tăng tầm, lắp đầu đạn nổ phá mảnh nặng 60 cân với ngòi nổ cận tiếp xúc. Tầm bắn tiêu chuẩn của phiên bản một tầng đầy là 0,5 đến 70 km, độ cao tác xạ đạt 16 km. Phiên bản tăng tầm sau tăng lên 100 km nhưng cũng chỉ có một tầng đầy, độ cao tác xạ 20 km. Và mới đây, vào tháng 3 năm 2021, Israel đã hoàn thành bài thử cuối cùng của phiên bản Bharat-8R, tăng tầm bắn lên 150 km, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao tới 30 km. Để có được tham số này, người ta đã trang bị thêm cho đạn tên lửa một tầng đẩy tăng cường, qua đó kéo dài phần thân lên gần 6 m. Điều đặc biệt, nhà phát triển vẫn giữ nguyên hệ thống dẫn đường quán tính, lái tự động như phiên bản tiêu chuẩn, cánh lái và phần thân vẫn giữ nguyên, chỉ sửa đổi phần mềm điều khiển tên lửa, qua đó giảm đáng kể thời gian và giá thành, dễ dàng cho khách hàng khi có yêu cầu nâng cấp đạn. Mặc dù thông tin từ EIE chưa đầy đủ lắm khi thiếu thông tin về các thành phần tổ hợp radar cũng như khả năng tác chiến với số lượng mục tiêu, thế nhưng nó cũng đã thể hiện phần nào đây là tổ hợp hiện đại, linh hoạt, đa nhiệm. Tuy nhiên, các tổ hợp phòng không tầm xa của Nga như S-300, S-350, S-400 cũng đa năng, linh hoạt, không hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn. Vậy, tại sao Việt Nam lại không chốt S-400 mà lại nhắm tới Bharat-8? Thật sự, để đoán ý các nhà lãnh đạo thì ông trời cũng bó tay, thế nên chúng tôi đành dự đoán theo quan điểm cá nhân của mình. Có thể sẽ không hợp quan điểm của một vài người, nhưng thân làm dâu chăm họ, nó là như vậy. Theo quan điểm cá nhân của chúng tôi, về mặt chủ quan, việc quân đội ta hợp tác với Israel trong bối cảnh hiện tại là một sự khôn ngoan, khi mà Nga sau khi phát động chiến tranh ở Ukraine đã biến họ trở thành một trong những quốc gia bị cấm vận, phong tỏa ngặt nghèo nhất trên thế giới, có thể chỉ sau Iran và Triều Tiên. Điều này khiến các bạn hàng lớn của công nghiệp quốc phòng Nga cũng phải e dè trước các lệnh trừng phạt liên đới từ thế giới phương Tây. Mới đây, Philippines, một bạn hàng mới của Nga có đầy tiềm năng, đã phải hủy bỏ hợp đồng mua trực thăng Mi-17 vì sức ép chính trị từ Mỹ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa Việt Nam ta sẽ không mua thêm gì từ Nga, bởi với truyền thống lâu đời giữa hai nhà nước, hai quân đội, không dễ gì để ta từ bỏ một nước Nga thật lòng, xứng đáng là anh em. Đó là chưa kể, Việt Nam đang sử dụng đến 80% trang bị từ Nga và Liên Xô. Có chăng, đây chỉ là sự chờ đợi, thời điểm phù hợp, khi cuộc chiến kết thúc, khi các mũi đả kích của phương Tây giảm bớt, đâu lại vào đó. Còn hiện tại, để đảm bảo tính trung lập trong quan hệ quốc tế, Việt Nam lựa chọn Israel, một lái buôn đặc biệt, đứng giữa trường phái vũ khí Nga và Mỹ, và không làm mất lòng cả Washington và Moscow. Ngoài ra, cần nhắc lại rằng Bharat-8 được phát triển với sự hợp tác kỹ thuật từ Ấn Độ. Do đó, về lý mà nói, nó có sự liên hệ với Ấn Độ, một quốc gia có quan hệ thân thiết với Nga và Việt Nam. Vì vậy, sự tiếp cận của chúng ta đối với loại vũ khí này chắc chắn sẽ không gặp phải bất cứ một vấn đề chính trị nào. Về khách quan, đặc điểm nổi bật của Bharat-8 có lẽ là một trong những lý do khiến chúng ta chi bộn để sở hữu loại vũ khí này, đó là khả năng tùy biến tuyệt vời, sử dụng kết cấu mô đun chứa ống phóng tên lửa. Nhìn vào bệ phóng Bharat-8, có thể thấy rằng nó phù hợp để đặt trên khung gầm xe tải, cũng có thể đặt trên khoang tàu đổ bộ hoặc các điểm đảo nhỏ, tạo ra ô phòng không cơ động ở bất cứ đâu. Đây là điều mà các hệ thống phòng không tầm xa của Nga như S-300, S-400 chưa làm được. Phương án này cũng hao hao các tổ hợp pháo phản lực Akula và Ischa mà Việt Nam mua của Israel nhiều năm trước. Bệ phóng rocket có thể đặt trên xe tải, cũng như đặt trên các điểm đảo để tác chiến. Thậm chí xa xôi hơn, Israel hiện nay đã tích hợp thành công Bharat-8 trên tàu hộ vệ Corvette
cỡ 1.200 tấn với cơ số đạn 32 đạn. Một chiếc tàu cỡ 1.000 tấn mang được hệ thống phòng không tầm xa là điều hiếm thấy trên thế giới, phần còn lại các bạn tự nghĩ. Tóm lại, dù về mặt chính thức, theo truyền thống, Bộ Quốc phòng Việt Nam thường không xác nhận và cũng chẳng bác bỏ các thương vụ vũ khí quốc tế ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt như Gepard, Kilo. Tuy nhiên, một ngày đẹp trời, các lô hàng này bất chợt cập cảng và thế là vỗ tay. Thực ra, việc mua Barak-8 thời điểm này khá hợp lý khi mà đã đến lúc chúng ta phải tăng cường lưới lửa phòng không, điều ai cũng mong mỏi bấy lâu nay. Bên cạnh đó, việc các bạn hàng truyền thống gặp khó khăn, chịu lệnh cấm vận, tiếp tục đặt ra cho chúng ta những bài toán cần thiết phải đa dạng hóa nguồn cung cấp. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ có tin vui. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông nhận thông báo bản tin mới để xem và trao đổi. Cảm ơn các bạn.